Vâng, cũng phải nói là khi chưa có quý vị theo dõi buổi chương trình chiều nay của bệnh viện ca chúng tôi, cũng phải nói là ung thư đại trực tràng là một cái bệnh mà nó có xu hướng tăng lên. Nhìn trên toàn cầu thì chúng ta thấy là số lượng mắc bệnh ung thư nó tăng trong những năm vừa rồi. Tuy nhiên là tỷ lệ tử vong nó có giảm đi. Người ta thấy tăng ở nước mà đang phát triển, ví dụ như một số cái nước như là Đông Nam Châu Á, rồi cái nước Châu Phi, Đông Phi. Tuy nhiên người ta thấy là cái tỷ lệ mắc gần đây là giảm đi ở các nước đã phát triển như Châu Âu và các nước Bắc Mỹ, ví dụ như Mỹ. Tuy nhiên thì người ta thấy là đối với tỷ lệ ung thư đại trực tràng thì mắc bệnh tuổi trẻ hơn. Chính vì vậy thì chương trình sàng lọc phát hiện sớm ung thư đại trực tràng trước đây thì người ta khuyến cáo nhìn chung trong cái cộng đồng thì là lấy tuổi từ 50. Tuy nhiên gần đây một số khuyến cáo cho rằng là cần phải sớm hơn nữa, đó là lấy từ tuổi 45. Đối với những chương trình, đối với những gia đình mà có tiền sử những người bị mắc bệnh ung thư đại trực tràng, nhất là liên quan đến bệnh mà có nhiều người mắc ung thư trong gia đình, thì người ta cho rằng là có khả năng là liên quan đến một số cái gen liên quan, thì cái tuổi sàng lọc phát hiện sớm cần phải trẻ hơn. Đây là những lý do mà chúng ta thấy là cái chương trình sàng lọc phát hiện ung thư đại trực tràng ở bệnh viện ca ở Việt Nam hay các nước đã phát triển thì gần như là có một sự đồng thuận, và chúng tôi luôn luôn áp dụng các cái tiêu chuẩn, các cái chỉ tiêu của các nước đã phát triển vào trong tình hình thực tế ở Việt Nam và bệnh viện ca. Còn về vấn đề về sàng lọc phát hiện sớm thì cũng đã mang lại những kết quả điều trị hết sức là khích lệ, do chúng ta phát hiện giai đoạn sớm thì với điều trị chi phí rất thấp và kết quả điều trị tốt hơn rất nhiều. Với những tiến bộ như vậy thì câu hỏi ở đây cũng rất là rộng. Với những tiến bộ của nó là nhờ tất cả các lĩnh vực của nó, ví dụ như là lĩnh vực về phẫu thuật thì có thể là tiến sĩ Tú sẽ nói thêm về vấn đề phẫu thuật, một số các kỹ thuật chúng ta về mổ về xạ trị thì chúng ta thấy có những cái xạ trị, ví dụ như là xạ trị trước đây là chúng ta làm với cái xạ trị chảy đều, bây giờ chúng ta là xạ trị là với xạ trị ngắn ngày, chúng ta phải xạ trị trong vòng thay vì xạ trị 5 đến 6 tuần, bây giờ chúng ta thì xạ trị trong 1 tuần với kết quả cũng tương đương, và chúng ta có các cái kỹ thuật và các cái máy xạ trị định vị tốt hơn, và chúng ta có các cái phương pháp hóa chất, đặc biệt là chúng ta điều trị bằng các cái thuốc với giai đoạn là muộn, chúng ta có nhiều sự phối hợp các cái thuốc khác nhau, đặc biệt ra đời những các thuốc điều trị đích phối hợp với nhau với các cái thuốc hóa chất truyền thống, và các kết quả điều trị này kéo dài gần như thời gian sống thêm của những bệnh nhân này mặc dù giai đoạn muộn đã tăng gần gấp đôi so với cách đây 15, 20 năm trước. Với các cái thuốc điều trị đích, thuốc điều trị miễn dịch cũng ra đời áp dụng trong các bệnh ung thư khác, cũng áp dụng trong bệnh ung thư đại trực tràng này. Điều đấy cho thấy là với các cái phát hiện chung và các khoa học nói chung thì áp dụng trong nhiều bệnh ung thư thì bệnh ung thư đại trực tràng cũng được ứng dụng, và cho thấy là kết quả rõ rệt, một cách rõ rệt trong các cái báo cáo nghiên cứu cũng như thống kê tại bệnh viện ca nói chung hay là các nước trên thế giới nói chung là như vậy.